Đây là đoạn đường Hồ Chí Minh nối liền giữa thị trấn đến xã Bảo Hoài. Bên sông nha, cần phải di chuyển cấp các loại đồ đạc vật chất tại khu nhà này. Đây là cây cầu thủy điện Gia Hưng.
chúng ta cùng quay trở lại với cái cầu xã Rai Vân Tà Dương. Đây là hình ảnh sau khi cơn lũ đã rút, để lại một đống cây củi tại cây cầu.